Mời quý khán giả cùng theo dõi những thông tin về thời tiết để chủ động sắp xếp lịch trình trong ngày của mình. Không biết là thời tiết ngày cuối tuần hôm nay có thuận lợi cho mọi người ra ngoài vui chơi không chị Phương Ly? Mình chào chị Phương Liên cùng với quý vị khán giả. Thời điểm thích hợp để mọi người ra ngoài là buổi sáng và trưa, còn buổi chiều sẽ lại có mưa dông. Tại thành phố Cần Thơ, dự báo là sẽ có mưa dông sau khoảng 13 giờ chiều, có lúc mưa rào nặng hạt kèm theo dông gió mạnh. Trước đó thì trời có nắng và đang xen mây, nhiệt độ dịu mát với mức nhiệt là 31 độ. Cùng với Cần Thơ thì chiều nay, nhiều tỉnh thành ở Nam Bộ đều xuất hiện mưa dông. Trong đó thì ở miền Đông Nam Bộ, cục bộ sẽ có các điểm mưa to đến rất to, tương ứng với màu xanh lá với lượng là từ 50 đến 100mm. Đề phòng ngập úng ở đô thị, vùng trũng thấp và đi kèm với đó là lốc xét và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Mưa dông trong ngày cuối tuần sẽ khá là bất lợi cho mọi người khi mà di chuyển. Quý vị lưu ý quan sát và đảm bảo an toàn khi mà đi vào các khu vực hút gió như là ở giữa các tòa nhà cao tầng và trên cầu cao, vì gió ở những khu vực này thường mạnh hơn 2 cấp so với xung quanh. Còn từ sáng cho đến khoảng 11 giờ trưa nay ở Nam Bộ, trời vẫn có nắng. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và hầu khắp các nơi khác phổ biến trong khoảng là 30 đến 32 độ. Thành phố biển Phú Quốc hôm nay cũng sẽ có mưa nhiều về trưa và chiều, có lúc mưa to đi kèm với dông gió và sấm sét, nhiệt độ sẽ không quá 29 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang đều có mưa dông, tầm nhìn xa 4 đến 10 km, tiềm ẩn lốc xoáy, gió giật mạnh.